chúng ta đã cùng chia sẻ ngọn lửa tri thức của trường trao. Thì sư xin được 15 phút chia sẻ đôi điều về định hướng, những quan điểm, những kinh nghiệm và giá trị được kết thành chuỗi theo tiến trình logic để có được một ý nghĩa của kiếp người. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị thiền hữu tri thức, quý mạnh thường quân, các em thiếu nhi và quý nam nữ Phật tử xa gần trong buổi truyền trao tri thức hôm nay. Như lời mở đầu, lời đáp từ tiếp nhận từ thông tình của những người học trò xuất gia tại gia dành cho thiền sư trên lộ trình của một người sứ giả Như Lai. Thiền sư sinh ra và lớn lên tại vùng đất này, vùng đất ủ chi cằn cỗi, và tìm ra một bậc tri thức rất khó. Nhớ lại những thời niên thiếu, mỗi sáng khoảng 4 giờ, 5 giờ trong xóm vang rền lên những bài học thuộc lòng từ nhà chị Sáu, cô Ba, chị Tư, chị Sáu, những người xung quanh trong xóm. Buổi sáng sớm dậy học bài và mạnh đứa nào nấy la. Thứ nhất là la lớn lên để cho nhà kế bên dậy học bài. Cũng giống như bây giờ 4 giờ dậy công phu để cho mọi người xung quanh dậy, thức dậy buổi sáng. Và đi học chỉ là một khái niệm học, là bởi vì ai cũng đi học cho nên mình đi học, mà không hề nhận thức được rằng lớn lên mình sẽ làm gì, bởi vì những người xung quanh mình hầu như ra trường sớm lắm. Cấp 1 ra trường rồi, có người lớp 6, lớp 7 cứ như thế cấp sách ra trường, dẫu rằng tốt nghiệp hay chưa vẫn cứ ra trường, đang học giữa trường cũng ra trường. Từ đó cái khái niệm mà để học, để thành tựu được cái gì hầu như không có được cài đặt trong vỏ não của những người học trò khi còn trẻ tại quê. Vì sao? Vì thời cuộc, vì hoàn cảnh, vì kinh tế, vì gia đình, vì chén cơm manh áo, vì không đủ điều kiện để đi học, thì không thể nào nói đến mục đích cao cả, hay cũng không dám đưa ra những cái dự án hay là những mục tiêu nào có thể chinh phục được, bởi vì trong tay không hề có gì. Thời đại đã thay đổi, giờ này trẻ em không còn phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu phương tiện học hành. Xưa cha mẹ có thể sinh ra 5 người con, 10 người con có thể nuôi nổi cho đi học được, nhưng cũng không nghĩ tới tương lai. Nhưng mà có những người con bây giờ vẫn cứ giỏi và tương lai tươi sáng lắm. Nhưng bây giờ thì có những người mẹ, người cha chỉ sinh 2 đứa, có khi sinh 1 đứa. Có những người cưới nhau rồi không dám sinh con. Lại nhớ lại những cái bài hát ngày xưa là dí dầu tình mẫu muốn thôi, hay là muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng anh. Thế thì ngày nhà giáo Việt Nam ngày xưa không được đề cập đến, nhưng mà
thời đại thay đổi, người ta lại đề cập đến cái ngày nhà giáo để xiển dương cái tinh thần phụng sự và truyền trao ngọn đuốc tri thức để xây dựng giá trị hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội và tương lai tươi sáng. Đó là một tiến trình logic mà Nho gia thì cho rằng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong đạo Phật thì Đức Phật dạy tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Nói về quan điểm tri ân ở ngoài đời thì như hồi nãy Thiền Sư có nói, khi một giáo viên nhận ở học trò mình một món quà, giáo viên đó nghĩ gì? Và bản thân Thiền Sư khi phấn đấu để lấy bằng tiến sĩ giáo dục, hay cho đến nay kỷ niệm 19 năm được đứng trên bục giảng, từ năm 99 bắt đầu cầm micro đứng trên bục giảng để bắt đầu cho cuộc thi, từ đó đã châm ngồi cho ngọn lửa thuyết pháp và đi tới đâu làm việc gì luôn luôn đem những lời Đức Phật dạy truyền lại cho người khác theo khả năng có thể. Và cứ như thế, nghề nó dạy nghề và nuôi lớn trong lòng mình những mục tiêu nho nhỏ của một ngày mình viết lại cho mình một cái nhật ký và tự nói với mình rằng một ngày trôi qua, chư tổ đã dạy thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn nghiên cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Vậy thì bài dịch nó là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, sát thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất, lo phương tu hành. Nếu một người hành giả biết rõ cuộc đời là vô thường, sanh già bệnh chết, bỏ hết tất cả để đi tu, một ngày trôi qua mà chúng ta chưa làm được gì hết thì mạng sống này mất rồi, chúng ta sẽ về đâu? Đời này chúng ta sanh ra trong môi trường khổ, chúng ta thấy rõ cuộc đời là biển khổ, và đi theo dấu chân của Như Lai, Như Lai chỉ rõ bốn thánh đế, khổ là một chân lý, khổ thánh đế, nguyên nhân của khổ là một chân lý ngàn đời. Nếu ai lâm vào trong vòng vô minh, bước chân vào trong tham sân si mạn nghi ác kiến, là người đó chắc chắn trong vòng luân hồi sanh tử khổ không bao giờ thay đổi được. Rồi diệt là niết bàn là một chân lý, rồi đạo là con đường đi đến niết bàn là một chân lý. Cho nên mỗi ngày tự mình nhắc nhủ rằng một ngày bạn đã làm gì, bạn đang làm gì và bạn sẽ làm gì theo quy luật của thời gian sáng trưa tối. Và một giấc ngủ là một cái chết ngắn, và một sự chết là một giấc ngủ dài, chẳng có gì phải dao động và phải thiếu suy nghĩ để rồi bản thân mình phí phạm thời gian trong lộ trình sanh tử đó. Thế thì bắt đầu hành trang của một người xuất gia, chúng tôi ghi chép lại một ngày, đó là tiến trình logic của chúng tôi. Một ngày trôi qua, tôi tự làm thầy giáo cho chính mình, và tôi tự nói với trang sách rằng Thiện Xuân, mình đã làm gì và mình xứng đáng ăn hạt cơm của Đàn Na Tính Thí chưa? Mình xứng đáng là một con người để nói thẳng dòng thánh chứ? Và bắt đầu tự mình lại trả lời, mình tự kiểm điểm lại mình bằng sự ngồi lại quán chiếu và tự tìm ra Đức Phật đã vạch cho mình một con đường. Bây giờ mình chỉ còn học, hiểu, nắm vững, áp dụng, và từ đó bản thân mình được an lạc, lấy giá trị an lạc đó làm rộng ra cho mọi người xung quanh. Thế thì dẫu rằng chỉ có học tới lớp 9 là ra trường rồi,
Dù rằng thi đậu lớp 10 nhưng mà chưa cấp sách đến trường để học được thì đã ra trường, xem như là chỉ mới tốt nghiệp lớp 9 là đã ra khỏi trường. Ấy mà cái người thầy bên trong không cho phép mình dừng lại ở đó và tiếp tục học bổ túc 10, 11, 12. Dù rằng học bổ túc nhưng không bao giờ cho phép mình tri thức giống như người học bổ túc, mà tri thức mình giống như người học phổ thông, để sau khi tốt nghiệp 12, tú tài xong thì chắc chắn mình phải đậu đại học. Mỗi ngày như vậy mình phải tự nói với lòng mình như vậy. Sau này chúng tôi học tiến sĩ giáo dục, chúng ta thấy rõ đó là một tiến trình logic. Nếu chúng ta không học từng ngày mà chúng ta đợi tới lúc kiểm tra chúng ta mới học thì gọi là nước tới trôn mới nhảy, thì người đó chỉ học cho qua ngày, mà muốn thành công là một điều hiếm khó vô cùng. Bạn phải thành công từng ngày, rồi bạn tự quy định cho mình một tuần với một mục tiêu, rồi một tháng, rồi ba tháng, rồi sáu tháng. Như vậy ta gọi là từng quý. Mà ở trong bộ máy hành chính nhà nước thì mỗi 6 tháng là phải có một tổng kết 6 tháng đầu năm, rồi hai cái quý cuối năm là tổng kết 6 tháng cuối năm để tổng kết trong một năm hoạt động, để chúng ta có những con số ngày, tuần, tháng, quý, năm, con số đó nằm trên bàn tay của chúng ta. Mà người nào không học như vậy nghĩa là người đó không có vị thầy của chính mình. Mà trong nhà Phật chúng tôi gọi là quy y Tăng. Tăng là một vị thầy của chính mình, mình là thầy của mình. Cho nên chúng tôi nói trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy: này các vị tỳ kheo, các thầy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Các thầy không nương tựa vào ai khác ngoài chính bản thân các thầy. Như vậy thì một người trí thức luôn luôn tự mình phải thắp đuốc và tự nói với mình rằng thành công không ở bước chân của người khác. Cho nên các nhà triết gia để lại những câu mà nếu ai đã từng học triết thì không thể quên được, đó là trên đỉnh vinh quang không có dấu chân của kẻ hèn nhát. Những kẻ lười biếng hèn nhát thì không bao giờ trên đỉnh vinh quang có dấu chân của họ được. Hãy từ quan điểm trong cá nhân của mỗi người cho đến gia đình, nếu mà những người nào tự ý thức được thì gia đình đó được xem như là cha mẹ có phúc, sanh ra được những đứa con. Đứa con này là những người có thể làm nên sự nghiệp, làm rạng danh cho cha mẹ và dòng tộc giống nội. Cho nên cổ nhân có dạy: một cây hoa nở cả vườn thơm, một người làm phước thì ngàn người hưởng, một người làm quan cả họ được nhờ, một người trong lớp học giỏi cả lớp đó được tiếng thơm lây. Và có lần khi chúng tôi đứng trên bục giảng, tôi nói về một điểm sáng, thì tôi có nói đến một quốc gia chỉ cần có một người đá banh giỏi như anh Ronaldo gì đó, tôi không muốn ghiền đá banh, nhưng mà tôi nghe đến cái người đó đó mà anh ta đá banh mà giỏi đó, thì tự nhiên cái đất nước đó đó tự nhiên được người ta biết đó. Một người trong một đất nước nào đó mà chỉ cần một người giỏi thôi thì tự nhiên đất nước đó được hưởng nhờ cái người đó. Thì tôi cũng mong rằng trong chùa này trong tương lai có một người nổi để sư phụ được hưởng nhờ. Như vậy quan điểm từ đời cho đến đạo, nếu ở trong nhà của mình là những người giỏi thì chắc chắn là khi mình đến trường mình sẽ là những học sinh giỏi. Rồi mình bước ra cuộc sống và xã hội, chắc chắn mình sẽ là một người công dân giỏi. Ở trong một tổ chức nào, mình sẽ là người lãnh đạo, người đứng đầu. Thế thì với cái quan điểm của ngày 20 tháng 11, tôi chia sẻ ba ý. Ý thứ nhất là nhắc nhở, khuyên nhủ tất cả chúng ta đều là học trò và tất cả chúng ta đều là những người thầy.
Nếu chúng ta tự nhận như lời Đức Phật dạy, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, chúng ta đều có khả năng thành tựu những gì mà Bậc Thánh đã thành tựu, chúng ta có khả năng thành tựu những gì đã Bậc Thầy mình đã thành tựu. Cho nên ngọn lửa truyền trao, và có một nhà thành tựu vị ấy nói rằng, bạn thành công hay là tôi thành công thì bạn cũng thế, thì bạn thành công thì tôi cũng thế. Nghĩa là sự thành công không có riêng bạn. Điều thứ hai mà tôi muốn nhắn nhủ đến trong cái ngày xem như là kỷ niệm hôm nay, đó là tri thức của những người đang giữ nó. Cái tốt là gì? Cái tốt chính là mình cho người mà mình cho cái không cần cho, vì cái đó đâu có mất. Nếu mình cho người ta một miếng nước và cho rằng cái uống á, người ta cảm ơn mình á, thì cái tốt đó người ta uống xong rồi quên, nhưng mà ta vẫn cảm ơn. Mình cho người ta miếng cơm khi người ta đói, người ta cảm ơn, nhưng mà khi đói nữa thì người ta lại tìm một người ơn khác. Nhưng mà với mình cho họ một cái trí tuệ, một tri thức, dầu rằng có khi là họ nhận cái tri thức đó nhưng mà chưa cảm ơn mình liền đâu. Đến một lúc nào đó họ gặp phải cái môi trường hoàn cảnh nào rồi họ mới biết cảm ơn. Vì vậy mà có nhiều người nói rằng là thương con cho đôi cho giọt. Có khi chúng ta đã từng cảm nhận được là một cái bài học từ Lưu Bình. Lưu Bình học một bài học từ Dương Lễ. Dương Lễ phải chửi vô mặt Lưu Bình, phải cho Lưu Bình một trái cà thiêu và một tô cơm hầm, dạy Lưu Bình để trở thành một vị tiến sĩ. Khi Lưu Bình trở thành một vị tiến sĩ quay trở về, thì lúc đó Lưu Bình mới thấy rằng mình chỉ là viên sỏi nhỏ, mà Dương Lễ như là cái hòn núi cao. Có những bài học nó cao quý đến nỗi mà người ta không thể nhận ra nổi, mà khi người ta nhận ra rồi thì người ta mới cảm thấy là một vị thầy tuyệt vời. Giống như một người đến với Lão Tử và hỏi: xin Ngài cho con cái tri thức cả cuộc đời Ngài giảng dạy. Lão Tử chỉ há miệng ra thôi, không nói gì hết. Trong đó răng không còn mà lưỡi còn. Ý muốn nói rằng ông đừng cho rằng cái gì nó cứng, ông có thể cắn người ta, ông có thể nhai nuốt người khác, nhưng cái đó nó rụng hết rồi. Cái lưỡi của ông á, nó mềm á, nó sẽ còn tồn tại. Hãy ứng xử một cách mềm mại, khéo léo, uyển chuyển, đừng bao giờ cứng nhắc trong tình huống. Xin một tràng pháo tay để nhớ cái điểm. Và điểm cuối cùng nữa là trong ngày hôm nay Thiện Sư muốn chia sẻ, để muốn nói lên một định hướng, đó là tương lai. Định hướng tri thức trong tương lai và đạo Phật với cái nhìn trong tương lai. Thì tất cả chúng ta đang trải qua những giai đoạn thăng trầm của xã hội, những bước tiến của xã hội, từ bước tiến của khoa học. Nếu chúng ta nói từ khi con người biết sử dụng lửa, rồi sử dụng hơi nước, sử dụng về điện, và bây giờ chúng ta sử dụng về Internet, được xem như là giai đoạn này là giai đoạn công nghệ 4.0. Con người ta có thể ngồi đây nói chuyện và thấy mặt luôn cả người thân của mình ở nửa vòng trái đất, hoặc là người ta ở quả địa cầu này, người ta có thể điều khiển robot ở cung trăng hay những hành tinh sao hỏa, hành tinh khác xa xôi hơn. Ở đây mà chúng ta có thể điều khiển xa hơn thì chúng ta có thể hiểu được thần thông mà ngày xưa Đức Phật nói. Thì bây giờ công nghệ 4.0, người ta nhận ra được những cái nguyên tử vốn nó không mất, nó chuyển hóa, người ta thấy được những bước sống mà người ta sử dụng được nó. Thế thì đạo Phật trong tương lai cũng như vậy, có thể chia sẻ con người nhìn thấy được một lộ trình. Và Thiện Sư mong rằng đạo Phật sẽ là những người bạn hiện hữu tri thức, những người bạn trí tuệ, để tất cả những ai đến với đạo Phật phải nhận được ngọn lửa trí tuệ đó. Và ngọn lửa của ngày hôm nay được xem như là một cái ánh đuốc, và mong rằng tu viện Linh Thú từ nay về sau sẽ thường thắp sáng những ngọn đuốc hơn nữa để truyền trao
những cái kinh nghiệm về khoa học, về kinh tế, thì thiền sinh cũng được nhân duyên học một thạc sĩ kinh tế quản trị kinh doanh. Cho nên tầm nhìn về kinh tế chiếu được thì không thể nào một đất nước nào mà nghèo có thể có tiếng nói, một con người nào mà không có một chiến lược để người đó có thể phát triển, mà người đó có thể có những tiếng nói, vì không có một những cái chương trình cụ thể, những hành động cụ thể để có thể đạt được những cái mục tiêu hay mục đích nào to lớn trong cuộc đời, để cái chuỗi giá trị đó được khẳng định bản thân mình trên mọi lĩnh vực, mọi lúc, mọi nơi. Có thể là thành lập những câu lạc bộ ngoại ngữ, dạy nghề cho các em thanh thiếu niên, và những cái lớp dạy võ sẽ được phát huy nhiều môn võ thuật khác, chứ không phải chỉ có môn Việt Nam, mà có thể phát huy nhiều môn võ thuật nữa. Cũng như là câu lạc bộ ngoại ngữ có thể dạy nhiều ngôn ngữ hơn. Thỉnh mời quý cô bác về hưu có thể đến đây để dạy nghề, để giúp cho những em mà thất nghiệp có thể đến để học nghề, mai này ra trường làm lợi ích cho xã hội, có thể giúp đỡ được cho những người già neo đơn, những trẻ em cơ nhở, hoặc là những người vô gia cư. Có thể tu viện Lê Thú sẽ là một nơi để tiếp nhận, giúp đỡ, chuyển hóa, vơi đi nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật tương lai không phải là một đạo Phật thụ động, mà cũng như ngọn đuốc này sẽ làm những công tác Phật sự lợi đạo, tốt đạo đẹp đời, và gánh vác một phần nào đó trong tứ trọng ân là ân quốc dương đất nước. Vì đất nước chúng ta rất cần những con người cùng thắp sáng niềm tin, thắp sáng chân lý, thắp sáng trí tuệ, và gánh vác những cái công việc cần để cho đất nước này mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt trên lộ trình tốt hơn. Rất cảm ơn những vị thầy, quý thầy cô giáo đã nhân chút thời gian đến để tham dự buổi lễ truyền trao ánh sáng trí tuệ, được chia sẻ rộng rãi ra. Cảm ơn các cấp chính quyền sở tại, rất nhiều công việc nhưng gói ghém công việc để đến tham dự. Cảm ơn các bậc phụ huynh học sinh, quý Phật tử xa gần cũng như các em thiếu nhi đã hoan hỷ về để tham dự buổi chia sẻ truyền trao lửa tri thức lâu nay. Chúc toàn thể chúng hội đạo tràng thân thường an, tâm thường lạc, luôn xây dựng những ước mơ cho mình và thành tựu những hoài bão to lớn của cuộc đời. Nam mô Thường Thành Đạt Bồ Tát. Thay mặt những người thực hiện và tham dự chương trình, chúng con xin tri ân, thành kính tri ân Đại Đức Thích Thiện Sơn với những lời chia sẻ sâu sắc, và đó cũng là những lời nhắn nhủ của Thầy. Mong rằng trong ngày hôm nay với thông điệp này, mong rằng quý vị sẽ là người tiếp nối ngọn lửa này để ngọn lửa chánh pháp của Như Lai truyền mãi không dứt và được lan rộng khắp muôn phương, lợi ích cho cả kẻ còn lẫn người mất, âm siêu dương thới. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh.